Chiều ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vũ Quang, cùng đi về phía huyện nhà có đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức cảnh báo cao nhất. Trên địa bàn hiện có 3 khu cách ly tập trung ở xã Hương Minh, Quang Thọ và Thọ Điền với 78 công dân đang thực hiện cách ly. Ngoài ra còn có 677 người đang được theo dõi sức khỏe tại nhà và hai người đang cách ly tại cơ sở y tế. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, đặc biệt là tránh lây nhiễm chéo và lan ra cộng đồng huyện đã bố trí công dân cách ly theo từng phòng riêng biệt riêng những công dân có con nhỏ thì được bố trí cùng phòng bên cạnh đó ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện cũng đã giao cho các địa phương chủ động các phương án phòng chống dịch chuẩn bị các khu cách ly để sử dụng khi cần thiết tăng cường quản lý chặt chẽ số công dân về cách ly tại gia đình đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch công tác giám sát người đi từ vùng dịch trở về, công tác truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh đã được huyện triển khai quyết liệt hiệu quả. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành lập 6 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn theo phương châm bảo vệ vùng xanh, thành lập 173 tổ giám sát, truy vết và tuyên truyền phòng chống COVID-19 trong cộng đồng thiết lập điểm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên điểm tiêm phòng covid mươi chín theo 16 sáu nhóm đối tượng qua kiểm tra thực tế, Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang và khu cách ly tập trung của huyện tại xã Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động linh hoạt của huyện Vũ Quang trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện Vũ Quang tiếp tục bám nắm các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh để chỉ đạo kịp thời, tăng cường chết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng biến với các cấp độ của dịch trong tình hình mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, biết và chấp hành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tập trung kiểm tra, rà soát các công dân đi về từ các địa phương có dịch. Đối với Trung tâm Y tế huyện, khi phát hiện, ghi nhận các trường hợp có biểu hiện, ho, sốt cao, khó thở, cần tiến hành test nhanh để sàng lọc kịp thời, công tác lấy mẫu test nhanh cần phân luồng, tránh tập trung đông người cùng một lúc các lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu cách ly cần tuân thủ nghiêm các quy định tích cực tuyên truyền động viên người dân không hoang mang lo lắng và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện cách ly đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trần nhật tân cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện vũ quang phải tập trung cao độ không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch trong đó cần tập trung kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn đặc biệt là khu vực biên giới các đường mòn lối mở khu vực lòng hồ ngàn trươi ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng xanh vũ quang Dịp này, đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cũng đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang 10.000 chiếc khẩu trang, 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch và động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly xã Quang Thọ. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình bà Phan Thị Hương, trú thôn 1 xã Thọ Điền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.